Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tới với chương trình livestream trực tiếp hỏi đáp cùng chuyên gia. Và khách mời của chương trình chúng ta hôm nay là chị Lê Nhất Phương Hồng, chuyên gia về sữa mẹ và dinh dưỡng. Xin chào chị. Xin cảm ơn chị đã dành thời gian tới cái buổi ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng là ngày đặc biệt, là ngày quốc tế phụ nữ, ngày 8 tháng 3. Thì cứ mắt thay mặt cho máy yêu, xin chúc chị rất là nhiều sức khỏe cũng như có là những cái niềm vui trong cuộc sống để cống hiến và thời gian và sức lực cho cái công giúp các bạn chúng ta bị những kiến thức cho hành trình làm mẹ của mình. Và chủ đề của chương trình chúng ta hôm nay là ăn dặm và chuẩn phát triển của bé theo Tổ chức Y tế Thế giới. Thì đầu tiên chắc nhờ chị Hồng chia sẻ về một chút về kiến thức về ăn dặm. Tại vì mọi người đã biết chị với vai trò chuyên gia tư vấn sữa mẹ rất là nhiều rồi. Gần đây thì chị có một vai trò mới là về tư vấn về dinh dưỡng. Và đặc biệt thì các mẹ thì rất là quan tâm vấn đề là sau khi mà thời điểm nào ăn dặm con, để ăn dặm như thế nào. Bản thân tôi cũng trải qua cái giai đoạn đó, cũng lúc đầu là khó khăn, nhưng mà nếu có được sự hướng dẫn mà đúng cách thì các mẹ sẽ bớt khó khăn hơn và làm đúng, tức là cái hành trình đó đúng cho con mình. Thì tôi cũng xin chia sẻ về cái con đường mà nuôi con sữa mẹ tiếp theo là ăn dặm, thì cái mối quan tâm của các bố mẹ là còn nhiều hơn, bởi vì ba ăn dặm là nó khó hơn nuôi con sữa mẹ nữa. Nuôi con sữa mẹ là chỉ có một cái dòng sữa từ người mẹ thôi, còn ăn dặm là mình phải chọn thực phẩm, rồi mình phải biết cách cho bé ăn, rồi ăn như thế nào là hiệu quả, thì nó khá là mong luôn. Thì chưa kể là phương pháp ăn gì, rất là nhiều phương pháp mà, rồi xong chúng ta tìm hiểu thì tiếp cận đúng là loại thông tin, vì có quá nhiều phương pháp, mỗi phương pháp thì lại có những ưu điểm khuyết điểm nên là các mẹ thấy rất là khó. Nhưng mà trước khi mình đi đến cái phương pháp đó, thì mình phải quay lại với cái mục đích của ăn dặm. Mục đích của ăn dặm mình hiểu thì lúc đó mình mới biết là thời điểm nào là ăn dặm và ăn dặm như thế nào, đúng không? Thì có một về cái mặt ý nghĩa thì có một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng, đó là sữa mẹ cung cấp dưỡng chất cho bé hoàn toàn. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới làm nghiên cứu là đến trọn 6 tháng, sau 6 tháng thì không phải là sữa mẹ giảm chất, mà là cái trước cái giai đoạn 6 tháng đó là bé nhận dinh dưỡng từ hai nguồn, một nguồn là sữa mẹ và một nguồn là những cái chất mà bé đã dự trữ trong gan từ cái thời điểm mà bé được sinh ra, chủ yếu nó là nhóm sắt kẽm. Thì cái nhóm đó từ trong gan suốt cái quá trình 6 tháng bú mẹ đã được dùng rồi, bắt đầu nó cạn dần. Thì cái thời điểm mà cần phải tiếp nhận cái nguồn đó từ bên ngoài, đó là thời điểm mình bắt đầu bú mẹ đó. Thì vì cái sữa mẹ quá là tuyệt vời và quá đầy đủ, quá cần thiết đi, cho nên là Tổ chức Y tế Thế giới mới tìm cái thời điểm nào để mà cái việc sữa mẹ hoàn thành nó được dài nhất. Chứ còn không phải là nếu mà ăn trước một chút thì sao, ăn trước một chút thì có thể là không phải ảnh hưởng đến tiêu hóa này kia quá nặng nề như các mẹ nói. Nhưng cái mà mất lớn nhất của các bé chính là nếu mình ăn dặm sớm thì mình sẽ mất cái cơ hội, mỗi meal sữa mẹ đều quý hết đó, ý nghĩa nó là như vậy. Còn cái việc mà 6 tháng mới bắt đầu ăn dặm, thật ra vì cái ý nghĩa đó nó chỉ áp dụng cho bé bú mẹ thôi, chứ còn bé bú sữa công thức thì coi như đã ăn dặm từ sớm rồi.